Dạ, chào cả nhà mới tới. Cô giáo mới tới hả? Dạ. Sao bà chọi con? Không được hả con? Bây giờ ta nói được nè. Bà ơi, bà. Trời ơi Nguyên ơi, sao ông em gay gắt với ba em quá vậy? Ôi, anh hai ơi, chơi cờ cá ngựa với em nha. Biến vô khác đi. Ôi, chơi với em đi. Một mình em thì sao chơi được? Đó là không có chơi. Ôi, chơi đi. Biến vô khác. Không chơi thì thôi, cái đồ đáng ghét. Nhanh về. Chị xin lỗi. Nè Nguyên. Hả? Cô thấy em có thằng đứa em gái à, mà sao không bao giờ thấy em chơi nó hết trơn vậy? Ôi. Sao em vô tâm quá vậy? Không chơi với nó là đường an toàn á. Chị nó nguy hiểm lắm. Nói vậy mà nghe được. Lúc nào cô cũng thấy làm chi á, chơi thui thủi con mình à. Nhìn đáng thương gì đâu luôn á. Gì? Đáng thương hả? Ừ, thì nó đáng thương thiệt mà. Vậy hôm nào cô thử chơi với nó đi, rồi sẽ biết nó đáng thương cỡ nào. Cô tưởng là em chỉ đối xử như vậy với cô thôi chứ. Ai nhà với người nhà mà em cũng vậy nữa. Thôi thôi, học đi học đi. Ủa ba. À, con mới về hả? Ủa ba làm gì ngoài đây vậy? Ôi, ngoài đây giờ này mũi chích lắm á. Ba vận động cho nó tiêu hóa, ăn no quá mà. Hay là ba lại bị ông đuổi ra ngoài đúng không? Đuổi, đuổi gì chứ. Ba vận động mà. Thôi, ba đi vô nhà đi, theo con. Sao ông vô? Vô. Sao vậy rồi? Dạ, thưa ba. Ai vô chưa đây? Dạ, con vô nhà rồi. Con gặp Nguyên ở ngoài cửa, cái hai cho con vô chung cho nó vui. Con biết là mình đang bị phạt không? Vô nhà hiên ngang còn nghe răng cười với tôi nữa. Ba, có tin tức thể thao chưa ba? Thằng này nó đánh trong lạng mà tôi nổi hết da gà luôn. Cậu có biết là cậu đang bị phạt không? Đang nghiền ngẫm cái tội lỗi của mình gây ra không? Hả? Thôi mà, con thương ba lắm. Giang ra ba. Trời ơi, có gì vậy? Anh có sao không? Ông đừng có đối xử với ba như vậy nữa được không? Làm sao? Đối xử sao? Ông lúc nào cũng khinh thường ba con hết vậy? Nhà đang có cô giáo, vậy mà ông lại lấy dép chọi ba. Hỏi chút á là ông đá ba. Ông làm vậy kỳ lắm không? Nguyên. Trời ơi, cái thằng này nó nói cái gì vậy? Sao lại hỗn với ông như vậy? Tại ba làm lỗi cho nên ông mới phạt ba thôi. Cho dù ba con có lỗi như thế nào đi nữa thì ba con cũng đã có hai đứa con rồi. Cứ hở chút là ông bắt ba con đứng ngoài phạt. Làm vậy kỳ lắm á. Nguyên, bữa nay con sao vậy? Hỗn hào với ông ngoại hả? Mẹ với ông lúc nào cũng la ba, cũng chửi ba. Ngay cả người trong nhà mà không tôn trọng như vậy thì làm sao người ở ngoài tôn trọng ba được hả? Trời, bữa nay mày dám hỗn với ông hả? Mày đứng lại. Nguyên, đứng lại cho mẹ coi. Ba vô được không? Dạ. Trường ngủ nữa hả? Có phim à? Dạ. Nguyên à, hồi nãy con làm vậy làm có đúng đâu. Dù gì con cũng là con cháu, mày mốt đừng làm vậy nữa nghe chưa? Dạ. Con biết là con sai, nhưng mà con thấy ba như vậy con không có chịu nổi. Cứ bị ông xem thường mà ba cũng im lặng à. Ba cũng phải cần có lòng tự trọng của ba nữa chứ. Sao con biết ba không có lòng tự trọng? Trong chuyện này rõ ràng là lỗi của ba. Ba sai cho nên ông mới phạt ba như vậy. Chứ bình thường ông rất là tin tưởng và quý trọng ba. Thiệt hả ba? Đương nhiên là thiệt rồi. Mỗi lần mà ông la mắng ba xong là sau đó ông lại cảm thấy có lỗi. Bây giờ nghĩ lại, ba cảm thấy ông rất là dễ thương á. Nguyên,
Cảm ơn con trai của ba đã đứng về phía ba. Nhưng mà chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy mà con mất điềm tĩnh là không hay chút nào. Phải tập giống như ba vậy nè. Cười lên cho qua hết mọi chuyện, vậy là xong. Dạ. Thằng này, ngày mai tới công ty của ba đi, ba mua cái gì ngon cho con ăn. Hình như cũng lâu rồi hai bà con mình không ăn chung với nhau đúng không? Dạ. Ủa, em tới đây tìm ai ạ? À, em là Nguyên, em đến đây để gặp ba em. À, ba em là phó giám đốc Ngọc hả chị? Chị là người mới hả? Ừ, chị mới tới đây làm thư ký. À, ba em đang ở trong phòng giám đốc á. Em đợi lát đi, ba em bị đuổi ra giờ. À. Ra ngoài! Còn đứng nữa hả? Đi ra! Ủa ba? Ủa, con mới tới hả? Dạ. Làm lại bản tên phó giám đốc cho tôi. Từ ngày mai, trưởng phòng Khiêm sẽ là phó giám đốc. Nghe rõ chưa? Đi qua phòng của ba nha. Đi. Đi con. Dạ. Vô đi con. Sao còn đứng đó? Ngồi đi. Dạ. Cô uống trà đi. Ba ơi. Bộ ba bị ông đuổi hả? Khờ quá, làm gì có chuyện đó. Không phải đâu. Tại vì thời gian qua ba làm việc nhiều quá, bận rộn cũng nhiều, cho nên sẵn ba xin ông cho ba nghỉ phép để nạp lại năng lượng. con. Dạ. Con đi leo núi với ba nha. Hai ba con mình sẽ lên núi hít thở không khí trong lành ở trên đó, xong rồi cái mình đi xuống núi mình kiếm gì mình ăn được không? Dạ. À! Thoải mái quá đi. Con thấy ở đây làm sao? Dạ. Ở đây thích. Hít thở không khí ở đây đúng là không có gì bằng thiệt luôn. Người ta thường nói dẫu rằng chí thiển tài hèn, chịu khó nhẫn nhịn làm nên cơ đồ. Có nghĩa là người đàn ông muốn làm việc lớn thì không nên chấp nhận những điều tiêu cực của mình, mà phải biết nhẫn nhịn, nhìn đời thật lớn và thật xa, như vậy thì mới được. Con hiểu rồi. Nhưng mà ba định nghỉ việc luôn hả? Ừ. Có lẽ từ trước tới giờ ba chỉ biết chạy về phía trước. Bây giờ có lẽ tới lúc ba phải ngừng lại và nghỉ ngơi rồi. Với lại cũng cần phải làm mới nhận định của mình nữa. Con thấy ba làm sao? Con thấy nếu không thì ba làm ít việc lại, chứ không lẽ có việc vậy thôi mà nghỉ luôn thôi ba. Cái thằng nhóc này, con nghĩ ba của con tệ bạc khi như vậy hả? Thôi bỏ qua chuyện này đi, bây giờ làm theo ba nha. Dạ. Làm giống như ba nha. Dạ dạ. À! À! Sao thấy thoải mái ghê chưa? Đã lắm ba. Đúng là sảng khoái ha. Là cái nữa ba. À! Bây giờ mình đi kiếm gì ăn đi rồi về. Dạ, ăn gì cũng được bơi. Cái thằng nhỏ này sao mà dễ dãi vậy? Đàn ông con trai phải có chính kiến riêng, hiểu không? Dạ. Ừ, ăn gì? Thì con sẽ ăn cái món mà ba thích. Thôi được rồi, vậy bây giờ hai ba con mình đi ăn món mà con thích. Ba cũng dễ dãi quá. Ba là ba của con mà. Thôi mà ba đừng khóc nữa mà. Ba khóc này kỳ lắm. Ba nói con nghe, ba cũng là con rể mà, suốt ngày cứ mắng nhiếc ba trước mặt con rồi con chửi mắng ba chút mới đổi ra ngoài. Thôi mà ba biết tính ông vậy rồi thì
thì ba phải cố gắng làm tốt chứ. Con làm thì ba không cố gắng nữa. Nhưng mà cố gắng không có được. Dạ con. Dạ ba hỏi con à, ba phải làm sao mới vừa lòng ông ngoại của con hả? Dạ thôi thôi được rồi, con biết rồi. Ba khổ tâm lắm, ba nói thiệt luôn. Thôi ba đừng khóc nữa. Nè ba, đây 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 con gấp cho, gấp bằng cái muỗng nè, nhanh hơn nè. Không, vậy ba tự gấp, ba hết gấp bằng đũa của ba được không? Ba không đến nhờ ai hết. Dạ. Giao cái cục thì gấp hoài, gấp không được rồi nè. Con mua cái đi, con đừng có động vô để ba gấp mình ba ơi. Dạ rồi, dạ rồi. Bây giờ con tàu hổ nó cũng ghét bà lắm, cho bà gấp rồi đó kìa. Thôi về bà ơi. Nhìn vậy. Coi gì coi. Mất má rồi tôi mới ngửa bây giờ coi. Kỳ của tôi, lại tôi đi. Thôi về bà ơi. Dạ bà chưa có ăn một miếng gì luôn á, bà nói thiệt á. Bây giờ uống à? Thôi bà đừng uống nữa bà, nhiều quá rồi. Về giờ về hả? Dạ về, về bà ơi. Thôi được. Con trai yêu quý của ba muốn về thì về thôi. Dạ dạ. Nhìn nữa à? Bây giờ không về ba gai không? Với lộc chơi không? Dạ thôi ba. Tôi nói với người biết nha, tôi chưa bao giờ sợ ai nha, mà cũng chưa ai sợ tôi nha, bận chơi không? Dạ dạ, dạ thôi dạ. Chơi dạ, với mấy người về ba hết. Máu luôn á. Chị tính tiền giùm em chị ơi. Sao đau cái đầu dữ vậy nè. Ủa sao tôi lại ngủ ở đây vậy? Ra ngoài. Còn đứng nữa hả? Đi ra. Ủa ba. Ủa con mới tới hả? Dạ. Bây giờ không về ba ra không? Với lòng chơi không? Dạ thôi ba. Tôi nói với người biết nha, tôi chưa bao giờ sợ ai nha, mà cũng chưa ai sợ tôi nha, cũng chơi không? Nguyên, con ngủ rồi hả? Chắc là con cũng nghĩ ba vô dụng lắm đúng không? Ba xin lỗi. Ba cũng muốn trở thành người cha tốt, người cha tài giỏi để cho con noi gương. Nhưng mà thật sự nó có những việc không như mình muốn đâu con. Giống như ba, nhớ nghe chưa? Con hả ông? Ừ. Dạ không. Ừ, tại vì ông tính tổ chức đi du lịch. Dạ không. Trời ơi, ba đi hết nguyên nhà mình luôn hả? Đàn ông đi với nhau thôi. Đôi khi người ta phải dành cái không gian riêng cho đàn ông con à. Ba này kỳ ghê á. Bữa nay có cái màn mà trọng nam khinh nữ nữa. Ba nói phải đó, em đừng có buồn. Lâu lâu phải để cánh đàn ông tụi anh tâm sự riêng tư chứ. Lần sau đi cho em đi ha. Ngọc con cũng ở nhà.
Ủa sao kỳ vậy ba? Chồng con cũng là đàn ông mà. Con đàn ông thiệt á. Ai nói là đàn ngà đó. Nhưng mà đi lần này là đi chỉ có những người mang họ Đỗ đi thôi, hiểu không? Nói như ba hả? Thằng Trạng Nguyên nó cũng họ Đỗ đâu. Nó là họ Phan mà. Phan Đỗ Trạng Nguyên thì có cái chữ Đỗ trong đó là nó được đi. Nói vậy cũng được. Ông cho ba con đi luôn đi ông. Đâu phải là tự nhiên rồi ông không cho ba con đi. Nhưng mà con thấy đó, lần nào đi á, ba con cũng không gây chuyện lớn, cũng gây chuyện nhỏ. Phiền lắm con. Ba, ai mà không phạm sai lầm chứ. Quan trọng là bây giờ người ta sửa sai rồi. Ba cho chồng con đi đi. Đúng rồi ông. Con hứa sửa sai mà. Rồi cho đi. Dạ cảm ơn ba nhiều lắm. À ba ơi, mình có chỗ ở chưa ba? Nếu chưa còn có thằng bạn nó có cái biệt thự ở trên đó rộng lớn lắm ba. Mình ở đó một đêm cũng được, đầy đủ tiện nghi lắm. Đúng vậy thì tốt quá con. Ôi sao cái đường này nó vắng dữ vậy trời. Phải đường này không ta? Mọi người ơi. Mọi người ơi. Gì vậy, chưa có tới. Hình như con chạy lộn đường rồi. Làm sao? Hồi nãy á, cái thằng Định Vị này nè, nó nói còn 1 km nữa là tới Managui. Con chạy gần 15 km luôn mà chưa thấy tới nữa. Cái một chút nữa nó nói là còn 20 km nữa tới Managui. Con chạy một hồi cũng chưa thấy tới luôn. Bà thấy nó ăn nói lật lọng ghê chưa? Lật lọng cái gì mày? Con nói sao? Con có biết đâu. Dạ không phải đâu. Tại vì cái định vị trên xe của con nó bị hư á. Hả? Trời ơi Ngọc ơi Ngọc, tại sao ba giao cho con cái chuyện gì con làm cũng không xong vậy Ngọc? Đâu phải lỗi của con đâu ba. Định vị nó kêu sao con chạy vậy, con đâu dám cãi nữa. Ai biết nó bị hư đâu. Nó đổ thừa nữa. Chết rồi. Anh đi hút 65 km rồi. Trời đất. 65 cây lận luôn hả? Dạ. Bây giờ sao? Bây giờ anh phải quẹ lại chứ sao? Bây giờ phải vòng lại luôn hả? Thì quẹ lại chứ sao? Hỏi hoài. Dạ con biết rồi. Trời ơi cái đường thấy ghê quá. Lỡ mà gặp ăn cướp với con xỉu á. Cái này là cái biệt thự hả con? Bạn con nó đưa coi bản vẽ là biệt thự mà. Chắc nó hết tiền, nó tém xuống còn nhiêu đây. Cái này nó nhỏ hơn cái lỗ mũi đó con. Nhưng nó vẫn bự hơn cái lỗ mũi của ba mà. Thôi mình vô đi. Dạ. Đi vô. Xách được không? Được. Nhà bạn con xây kiên cố quá bà ha. Ngọc. Dạ. Giường đâu? Con đâu có biết. Rồi tối ngủ sao? Chắc ngủ dưới sàn á. Rồi bếp đâu? Nhà của bạn con phải của con đâu, ba hỏi hoài sao không trả lời. Trời ơi trời. Dạ thôi đi ba. Chắc là tối nay trời sẽ lạnh dữ lắm á. Bây giờ để con với Nguyên ra ngoài kiếm củi tối nay mình nhóm. Mày nói hay quá. Mày đem củi về đây rồi mày nhúm ở đâu? Rồi mày đốt ở đâu? Nè nhúm đây nè ba. Mày không sợ mày đốt đây rồi cháy nguyên cái nhà đông người ta hả? Ba yên tâm đi. Lỗi này của con gây ra. Cho nên tối nay mọi người cứ ngủ thật là ngon. Con có nhiệm vụ sẽ canh. Bây giờ tao không tin được cái gì. Không tin, tao bóp cổ mày bây giờ. Ba bình tĩnh đi ba. Ba bình tĩnh đi. Dù sao mọi chuyện cũng lỡ rồi. Thôi bây giờ con với Nguyên cứ đi kiếm củi đi. Rồi tối đây mình tính tiếp. Đi. Dạ. Anh ở nhà dọn đồ ra đi nha. Ý chứ đúng là cái sức bắn can ở trong người. Mấy đứa ơi, chờ anh đi kiếm củi với. Tụi con về rồi ba. Quá trời củi luôn. Rồi mới thấy mày giỏi đó. Rồi coi nhúm lửa rồi nướng thịt. Đói bụng quá rồi. Dạ. Học quẹt đâu ba? Ba mày có hút thuốc đâu mà có học quẹt. Nguyên. Dạ. Quẹt đâu? Sao mà hỏi con? Rồi học quẹt mày đâu? Con đâu có hút thuốc đâu, có hồng quẹt. Rồi giờ sao? Sao gì ba?
không có hột quẹt làm sao mà nhúng lửa để mà nấu nướng thịt mà ăn hả? Không lẽ là tối nay là mấy cha con là coi như là ăn thịt sống hết hả? Dạ hình như con có hột quẹt nè. Cậu qua lúc nào cũng chu đáo hết. Dạ. Ủa cậu, cậu đâu có hút thuốc sao mà có hột quẹt hay cậu? Thì cậu luôn mang theo lúc cần thì có chứ. Cậu ba đúng là người đàn ông hoàn hảo. Ủa sao không có đây vậy ta? Hình như em để ngoài xe rồi. Để ngoài xe hả? Dạ. Mày ra lấy, lẹ lên. Con lấy hả? Nhanh. Em để cái hộp cửa phụ á nha. Ờ à, biết rồi. Lẹ lên. Dạ. Ngoài xe luôn hả? Làm cái gì cũng chậm đục. Nghe. Mày ngủ mấy giấc ở ngoài đó rồi? Quẹt đâu? Chụm cực hủi. Ngồi lên. Sao còn đứng đó? Ui mệt mày quá. Thiệt tình. Ủa tao có đuôi không ta? Dạ ba không có đuôi đâu. Này rồi sao quẹt? Đúng rồi đâu quẹt được đâu. Sao mày đưa tao? Còn đâu dám đưa tại ba giật mà. Ôi trời ơi. Sao kỳ anh? Em nhớ hôm quẹt của em là nó còn nguyên mà sao giờ đó? Tại hồi nãy bà hối quá cho nên ra ngoài đó anh lấy cái gấp gúc quá là vụt tay rớt đất bùm bể vậy luôn. Tại bà hối quá mà. Trời ơi trời trời, nó còn đổ thừa cho tôi nó. Ôi. Bình tĩnh đi ba, bình tĩnh đi ba. Vậy tao hỏi mày. Ba bình tĩnh đi ba, không sao đâu. Không sao cái gì? Vậy tao hỏi mày, tối nay ăn lấy cái gì nướng thịt? Ăn sống hả? Ăn sống hết phải không? Bà ơi, con có cách rồi, đợi con chút. Ủa? Bà làm gì vậy? Con đang nẹt lửa. Nẹt lửa? Trời ơi trời. Trung muốn khóc với thằng này quá. Tối nay mày ăn hết cái đống bên này nghe chưa? Ra nó còn quẹt nữa kìa. Tôi muốn thành sĩ cái đó. Ba, hãy cho ảnh ăn đi ba. Chứ cả đêm đói sao chịu nổi ba. Không. Tại ai? Đủ tại nó không? Tôi nói là đi với nó là bất an mà không chịu nghe. Nó bây giờ mai á, mai là không cho nó ăn hết cái đám thịt sống này á. Không có du lịch gì hết. Đi về. Ba, suy nghĩ lại đi ba. Bây giờ mình về cũng ngồi xe nguyên đêm. Hay là bây giờ mình ở lại đi, ngủ một đêm, sáng mai coi bình minh ba. Đúng rồi đó ba. À, con coi trên mạng á, bình minh ở đây đẹp lắm. Mình ráng gọi là mình ngắm bình minh nha ba. Ngắm bình minh tối nay. Bây giờ một ông già 60 mấy tuổi bây giờ ngủ sao? Xương cốt nó rệu rã, ngủ đây, ngủ đâu, ngủ sao? Ba yên tâm đi, con quên. Con có đem theo cái niệm hơi để ngoài xe á. Sáng giờ mới thấy được một chuyện á. Vậy anh lấy liền đi, để cho ba tối nay ngủ đây, sáng mình ngủ bình minh. Ba đợi con chút nha. Con đi ra ngoài đi vệ sinh luôn. Ờ. Dạ. Ba ơi. Gì con? Ba ăn đi. Sao con không ăn? Nãy giờ con ăn đủ rồi. Chứ ba không ăn nguyên đêm nay sao ba chịu nổi? Cảm ơn con nha. Dạ. Ba ơi. Ba đừng làm hư chuyện nữa nha ba. Bà đâu muốn vậy đâu. Mà không biết làm sao. Mọi chuyện nó cứ ập tới với ba. Ba né không kịp luôn á. Thôi. Con mau đi vô trong đi. Chứ để ông biết á, ông la con đó. Dạ. Ba nhớ là ăn hết rồi vô nha. Chứ ông mà biết là ừ. Được, cái đồ bô ông đâu? Ủa, ba không có đem theo hả? Thật. Không có đi chơi nữa! Về Sài Gòn! Trời ơi, ba ơi! Số phận sao? Số phận đã an bài, xin con hiểu cho.
người đợi con chút nha. Nó làm cái gì vậy? Hả? Dạ con cũng không biết nữa ba. Đi đâu vậy? Dạ con mua hộp quẹt. Chị? Cái hộp quẹt trên xe mình bị con làm bể rồi. Bây giờ con mua bù vô. Như cậu ba nói á, mua để dành, lúc cần có cái thì xài. Trời ơi trời, bây giờ mua thì làm được cái gì? Thôi thôi ơi, ông cho tôi về nhà mau lên đây ông ơi. Dạ. Tới rồi hả? Bà ơi. Chết rồi bà ơi. Gì nữa? Xe hết xăng. Trời ơi, Ngọc ơi Ngọc, ba đã dặn con là đi chơi xa là xăng phải đổ đầy bình mà. Dạ con xin lỗi. Vì, giờ để con chạy đi kiếm cây xăng mua xăng nha ba. Chứ còn cái gì nữa? Dạ. Để em đi với anh. Cho con đi với. Không, nó đi một mình. Dạ để con đi một mình. Hồi nãy lúc mà chạy ngang con có thấy có cây xăng dưới á, để con đi bộ tới đó con mua xăng đỡ cho ba cũng gần lắm. Mọi người ở đây đợi con nha. Thôi để em đi nha. Cho con cấm à, lỗi này nó gây ra là nó phải tự giải quyết. Dạ con biết rồi, thì để con đi một mình thôi. Mọi người cứ đây đi, để anh đi một mình. Ba đợi con nha, con đi về liền nhanh lắm. Trời lạnh lắm, cẩn thận nha anh hai. Trời ơi, cái thằng này nó ngủ ở đâu mà sao nó đi lâu quá vậy? Không biết có chuyện gì xảy ra không nữa. Ê, ba con về rồi. Ủa, anh Rể? Anh có sao không anh? Anh không sao. Anh mua được xăng này hả? Anh hay quá vậy. Rồi. Ủa? Hả? Anh không mượn cái phễu hả? Sao mình đổ? Chết, anh quên rồi, giờ sao? Được rồi, để em tính cho. Ừ, tính giùm anh đi, giờ anh tính hết nổi rồi. Ủa? Hả? Anh mua dầu hả? Cái gì? Xe mình chạy xăng mà. Dầu hả? Sao kỳ vậy? Rõ ràng anh kêu cái ông bán xăng đó, ổng đổ xăng mà sao ổng đổ dầu ta? Chết rồi. Cái gì rồi. Đó? Ba ơi, chết nữa rồi. Cái gì chết? Con mua lộn dầu rồi. Anh ơi. Có chuyện gì không anh? Ở đây mình có cái bán cái can không 200 lít không? Dạ có. Lấy tuần cái nha. Ở đây xíu nha. Ừ. Quên nữa, sẵn đổ tôi 200 lít xăng luôn nha. Ừ, ba nghe là Nguyên. Anh ơi, xăng hay dầu vậy anh? Dầu hả? Dầu hả anh? Ờ. Anh ơi, anh ba... nghe điện thoại đang ngoài giùm em cái anh. Tôi quên, xin lỗi. Chào ba chút. Chai dầu gió hả? Ba để trong cái ba lô của ba bên ngăn bên phải á, con lấy đơn ngoại đi. Ừ vậy thôi nha. Ừ. Trời ơi, ông lấy gì tao giết mẹ đây. Tại sao vậy? Mình bình tĩnh đi ba. Rõ ràng là con kêu cái ông bán xăng á, ông đổ xăng. Không biết ông nghe làm sao cái ông đổ dầu cho con à. Bây giờ trời ơi, giữa rừng rớt tao đứng ở đây á. Bây giờ ba đứng đợi nha, để con chạy lại con đổi lại xăng nha ba nha. Làm ơn lẹ lên. Dạ. Để em đi với anh cho nhanh. Không, để nó đi một mình. Dạ con đi. Thôi để đi một mình, mọi người đợi con nha. Cẩn thận nha anh Rể. Anh biết rồi. Trời gì mà lạnh dữ vậy trời ơi. Thank you.
ơi, nó đi đâu mà lâu dữ vậy không biết nữa. Ủa ngoại ơi, có bình minh rồi ngoại. Thằng này bây giờ mới 2 giờ sáng mà bình minh cái gì? Nghe cậu. Ủa mày làm cái gì mà mày đi giờ này chứ gì? Mày ngủ luôn ở đâu hả? Ba ơi, lần này con nghe quả lớn lắm ơi, quả lớn lắm luôn á. Cái gì? Trên cũ mình bỏ quên.